Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là một cái món quà của một thương gia trong nhóm LG nhà mình ấy, gửi tặng cho anh em offline cái nhóm ở Hưng Yên. Thì cái buổi offline Hưng Yên sắp tới đây này, cái ngày 18 tháng 4 và ngày Chủ nhật ấy, tầm 18 giờ. Thì em cũng đã thông báo trên nhóm rồi đấy, nhưng mà hiện tại mới được có em này và một bác nữa tham gia thôi. Hiện tại mới được có 2 người các bạn. Em biết là anh em Hưng Yên thì cũng có khá nhiều anh em dùng LG đấy, nhưng mà không hiểu sao lần này thông báo thì không thấy một anh em nào phản hồi cả. Thậm chí có những anh em gần như là quen biết lâu năm rồi ấy, cũng không không tham gia được. Chả hiểu thế nào ấy, hơi buồn các bạn. Thì bóc hộp cái quà này xem nó là cái quà gì, của shop nào nữa. Hình như là của shop Phương Thảo thì phải. Đấy, của cái bạn em thấy là một bạn nữ duy nhất bán hàng LG trong hội mình đó. Thì bạn ấy có gửi một món quà tặng đây. Thì nếu như mà chỉ có 2 anh em Hưng Yên tham gia thôi ấy, thì em sẽ dành tặng cái quà món quà tặng này để vào 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 cuối tháng chẳng hạn, để mà cho toàn bộ anh em, chứ 2 người thì không off được các bạn. 2 người thì ít người quá, óp nó không đáng. Đây. Ôi dồi, hay quá các bạn. Đây, tuyệt vời. Đây, ô hay quá. Thì đây là một cái bộ sạc cáp và một cái tai nghe nữa các bạn. Đây, tuyệt vời luôn. Tai nghe này của LG luôn nhé các bác. Đây này, em mở ra. Lần đầu tiên em mới sử dụng cái tai nghe này, mới trải nghiệm với cái tai nghe này. Đây, tai nghe của LG luôn nhá, tai nghe LG và nó có dạng in ear. Thì không biết tên tuổi của cái LG này nó là như thế nào và theo máy con nào thì em không rõ, tại vì em nhớ, như em nhớ trên tay cái những cái con LG gần đây ấy, thì đều có jack 3.5 cả. Thì không biết là cái LG này ấy, nó dành cho con nào. Có 3.5 thì dùng cái jack C này làm gì nhỉ? Không, thứ nhất là không kích được DAC, cũng không biết là mấy ông LG này sản xuất cái tai nghe jack C để làm gì đó. Còn đây là cái bộ sạc, thì cái bộ này cũng em thấy là bộ bộ ngon đấy, tuy nhiên nó cũng chỉ là ngon ở mức được dùng được thôi. Vì nó là dạng tròn, dạng dẹt thì em thấy nó ngon hơn đó. Thì cái này vẫn dùng được nhé, cái này thì em thấy nó theo hay theo những cái máy LG gần đây. Đấy, còn đây là 2 cái bộ sạc. Đây, có thể đây này. Đó. Thì cái bộ sạc này thực sự là em cũng 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 mới trên tay được nó thôi. Đây, có thể thấy này. Từ chờ thì nó bị cái vướng cái gì. Rồi đây, có thể thấy không? Đó, thì đây là cái thông số của cái sạc này. Thì như em thấy là cái cục sạc này cầm khá là nặng, và em thấy có vẻ là rất là chất lượng đấy. Và đầu ra của nó là đầu C, em xem cái thông số xem nào. Thì cái này nó là 15W, sao này 25W. Thì cái này có hỗ trợ tối đa lên 25W các bạn đó, và cũng chỉ là sạc nhanh 2.0 thôi, tại vì em không thấy cái dòng 12V đâu cả, chỉ thấy dòng 9V thôi đó. Các bạn thấy không, em thấy nó khá là đẹp, khá là ổn. Cái sạc này cổng C cơ mà. Ở đấy, và cái cáp sạc theo máy này này. Đấy, thì nó là dạng 2 đầu là C cả các bạn. Đấy, cái cáp sạc ấy. Rồi, ok. Món quà rất là giá trị các bạn. Thì em nghĩ là cái bộ này nếu các bác mua nó phải tầm khoảng 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 ít nhất phải 300-400 nghìn một bộ này, cả củ rồi tai rồi dây đó. Thì ok. Nếu như mà cái đợt tham gia off của LG nó lần này nó ít quá, thì em sẽ dành 2 cái món quà này để tặng các bác ở trong cái dịp cuối tháng tới này. Các bác hãy đoán số kết quả của số miền Bắc nữa thôi. Ok, chào các bác.